Nhớ mãi trong trong lòng của sư, mà sư có cơ hội là sư chia sẻ và khích lệ các học trò, các tăng ni, các Phật tử, đó là bác Thiện Toàn. Bác đến với lớp là năm 80 tuổi nhưng mà bác ở Phan Rang. Tối thứ sáu là bác mới là đón xe đi vào. Thứ bảy chủ nhật là học 2 ngày ở đây. Buổi trưa là không có chỗ nghỉ, bác phải nghỉ tạm ở bên hành lang để rồi có sức khỏe chiến đấu để học giờ tiếp theo, buổi chiều hoặc là ngày tiếp theo. Tai thì điếc, phải gắn cái earphone để mà nghe. Rồi mắt thì mờ, phải sử dụng kính lúp. Tay già rồi viết là chậm. Mà bác học là cái khóa 1 nó không đủ cái khả năng ra trường. Rồi bác phải học tiếp 2 năm sau của khóa 2. Như vậy là bác học từ khóa 1 sang khóa 2 mà bác kiên trì. Tôi nghĩ đó cũng là một thành tựu của việc tu học. Cho nên sư mong rằng sư, bản thân sư cũng có được cái sức khỏe và cũng có sự kiên định trong cái việc học pháp. Một người cư sĩ tại gia lớn tuổi như vậy mà nỗ lực ngày đêm, không những là học đào tạo từ sau khóa 1, khóa 2. Khóa 2 bác đã lấy văn bằng rồi nhưng bác vẫn xuống học khóa 3, bác vẫn xuống học khóa 4. Rồi định là khi mà thi nhà trường mở khóa cao học dành cho đào tạo từ xa, bác cũng nộp đơn đi thi. Mặc dù bác là không có trúng tuyển nhưng bác cũng ôm sách vở đi học chữ thính. Một con người ham học, mà không những vậy mà bác có cái lòng tịnh tín đối với Tam Bảo một cách tuyệt đối, ngang qua chư tăng. Sư tuổi còn nhỏ lắm chứ đâu phải lớn, bác là năm nay đã 90, khởi đầu với việc học là 80. Mà bác gặp sư nói riêng và quý chư tôn đức là bác quỳ xuống lễ ở giữa đường, ở trong học viện. Cái lòng cung kính của bác đối với Tam Bảo là tuyệt đối. Đó là một cái ấn tượng vô cùng sâu sắc khi sư nghĩ về học viện. Ta nói là cây già cây cỗi, cửa già người suy. Thì tất nhiên là tùy theo cái tuổi tác thì tất nhiên sẽ gặp những trở ngại. Nhưng mà với cái quyết tâm, với cái cố gắng thì cái gì cũng có thể vượt qua. Bây giờ bắt đầu học Internet, ai bước đi thì bước đi, còn mình bò thì cứ chậm chậm rồi thì cũng tới đích thôi. Miễn là mình có bắt đầu, có quyết tâm đi tới đích.